ok chào các bạn cận thân mến hôm nay cô trai anh sẽ hỗ trợ các bạn với phần đó là phần về từ cùng trường nghĩa ok chào các bạn cận các thân mến các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa hôm qua thì cô trai anh có đăng cái nội dung bài học trước rồi thì không biết là các bạn đã xem qua cái phần nội dung bài này chưa rồi cô chào các bạn à, buổi sáng chúng ta sẽ thực hiện là tác phong rất là nhanh nhẹn khẩn trương này ok cận thân mến các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa Yeah, hôm nay cô sẽ hỗ trợ các bạn với chương trình là từ cùng trường nghĩa và cái bài học hôm nay của chúng ta chỉ nhấn vào những cái 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 cái, cái cụm từ cùng trường nghĩa rất là thông dụng thôi. Ok, sẵn sàng chưa? Rồi cô chào bạn Thanh Khê ạ, cô chào bạn Thư Uyên, chào Gen Gen, chào các bạn. Chợ buổi học hôm nay của chúng ta sẽ rất là thú vị đấy ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng sẽ khá là khó so với những chương trình khác. Kể cậu cỡ sẵn sàng chưa? Nếu cỡ sẵn sàng rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào học nhé. Sẵn sàng chưa ạ? Ok, cô chào bạn Lê Thanh Tuyền ạ Ok, cô chào bạn Lê Thanh Tuyền ạ Chào các bạn Ok, chào Thu Thủy, chào Minh Huyền ạ Chào bạn Thái Việt Linh ạ Ok, sẵn sàng chưa Nếu các bạn sẵn sàng rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào học ạ Ok, với câu số 1 Bạn sẽ chọn được đáp án của câu số 1 là ý gì ạ Rồi, cô chào bạn Tô Quý ạ Với câu số 1, cô chào Vương Thủy ạ với câu số 1, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì đấy ạ rồi cô chào bạn Huyền Thanh Nguyễn ạ chào bạn Anh Trần sẵn sàng chưa ạ cô bắt đầu chữa luôn nhé sẵn sàng rồi phải không ạ rồi với câu số 1, cô thấy cô một bạn bạn nó bảo rằng là là bị 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 tức là bị chập chờn không xem được à các bạn khác có xem được không ạ Ok, cô chào bạn Lan Ngọc Đinh ạ các mến, trước khi vào bài các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh có ổn không để chúng ta bắt đầu vào học nhé. Đúng ạ. Thế còn nếu như mà mà ổn rồi thì chúng ta sẽ học luôn. Đúng ạ. Và trong quá trình học là không có kêu là mạng không xem được nhá. Đúng ạ. Không? Được không ạ? Rồi cô chào bạn Hân Đình Đào ạ. Ok. Bạn xem cho cô xem có ổn không ạ? Ok, ổn rồi phải không ạ? Rồi, với câu số 1 em sẽ chọn được đáp án của câu số 1 là ý gì ạ? Ok nào. Với câu số 1 bạn sẽ chọn được đáp án của câu số 1 là ý gì ạ? Ok. Nào bạn làm cho cô câu số 1 đi ạ. Trong lúc các bạn làm câu số 1 thì đợi cô một xíu để cô share về các nhóm. Rồi. Với câu số 1 em sẽ chọn được đáp án của câu 1 lấy gì bắt đầu học nhé. Chợ 5 giờ 20 Vậy là chúng ta sẽ có 40 phút để học với phần từ cùng trường nghĩa này Với câu số 1 chúng ta sẽ có như sau này Cô có 4 đáp án của chúng ta là 4 từ về cùng trường nghĩa Đó là với nghĩa của cái từ nghĩa là lỗi sai Đúng không ạ? Thì cô sẽ có như sau này Cô có ý với từ error Chợ anh này cô nghĩa là gì? Bạn nghe cho cô nhé Chợ nhớ cô là bốn từ này của cô đều mang nghĩa là lỗi sai Chợ đều mang nghĩa lỗi sai nhé thì cô sẽ có ý là cô với từ error là những cái lỗi sai đúng ạ mà làm sao ấy những cái lỗi sai mà phải nhớ cô là từ này của cô nó sẽ xem xem nghĩa như cái từ đó là từ mistake chợ nó xem xem nghĩa như là từ mistake nhưng mà nó nghiêm trọng hơn so với mistake và đặc biệt là dùng khi lỗi lo khi cái lỗi sai đó gây ra những vấn đề hoặc ảnh hưởng đến những thứ khác chợ thường nó dùng trong những cái văn cảnh có liên quan đến cái error của chúng ta thường là những cái lỗi sai trong máy móc trong kỹ thuật nhá thì ý b chúng ta sẽ có từ miss nghĩa là, nghĩa là gì ạ đó là những cái lỗi hoặc là những cái sai lầm của một hành động hay là một ý nghĩ nhá yeah. mà nó sẽ đem lại những kết quả không mong muốn hoặc nó có liên quan đến những cái lỗi sai về những con số chữ viết vậy có thể nhớ cho cô như hỏi cái từ miss của chúng ta sẽ là sai lầm trong trong action trong hành động ok trong gì ạ trong behavior trong hành vi nhớ yeah. Dạ, trong gì đó Trong con số, trong chữ viết Thế còn ý C cô sẽ có từ đó là từ fault Nghĩa là những cái lỗi lầm nó thuộc về trách nhiệm của ai đó Sai nhở dạ. Hoặc là những cái khuyết điểm thuộc về cá nhân của, ai, của, của, của ai đó Thế còn cô có ý D của chúng ta là sao? Ý D cô có từ defect Nhờ? Dạ, với từ defect chúng ta nghĩa là gì? Dạ, với từ đó là từ defect Nghĩa là những cái lỗi sai Những sai sót nhở dạ, Đó là đó là những cái sai sót hoặc hóc Hoặc cái khuyết điểm trong một quá trình một thứ gì đó được tạo ra khiến cho cái sản phẩm đó nó không còn được hoàn hảo nữa. Nhờ nghe này, bạn sẽ thấy nó rất là khó hiểu, đúng không ạ? Sẽ rất là khó hiểu. thì cô sẽ nói lại như sau này. Nhờ cô sẽ có ý a, à, em có thể tóm lại cái vấn đề như sau. Chợ ý a à, chúng ta sẽ có từ error Nghĩa là những cái sai sót trong kỹ thuật, nhờ trong máy móc. Chợ ý bê của cô đó là những cái sai sót, những cái lỗi sai, những lỗi về hành vi hoặc là về cái cái suy nghĩ, để chờ, hoặc là về những cái con số hoặc tính toán. Thế, còn ý C của chúng ta đó là những cái sai lầm thuộc về trách nhiệm của ai đó hoặc là khuyết điểm trong tính cách của ai đó. Thế còn ý D của chúng ta là sao? Ý D của cô là những cái sai sót hỏng hóc khuyết điểm trong một quá trình do trong một quá trình tạo ra thứ gì đó và nó sẽ thường khiến cho cái sản phẩm đó không còn được hoàn hảo nữa. Thì cô sẽ có như sau. Chợ với cái câu số 1 chúng ta sẽ có là the internet bill. Watch due to a computer Biết dịch là cái hóa đơn mạng này Đúng ạ, quá là cao Due to là vì Vì có do cái nỗi sai về dạ, Vì do lỗi máy tính Vì thì với câu này chúng ta sẽ có được là Do lỗi của máy móc thì câu 1 cô chọn được ý yeah. A Chờ sau câu 1 chuyển cô ra câu số 2 Nếu như bạn nào mà đã từng xem các chương trình live stream về từ cùng chứng ý của cô Trang Anh ấy Thì bạn sẽ thấy rằng là câu số 2 cô Trang Anh đã từng chữa rồi Đúng yeah. Với câu số 2 sẽ chọn được đàn của câu này là ý gì? Với câu số 2, cô có ý A à với từ flavor. Chờ với từ flavor nghĩa là hương vị của đồ ăn thức uống nhá. Yeah. Đấy chưa? Cô sẽ có là bốn đáp án này của cô đều có nghĩa là hương vị cả. Thì cô bốn đáp án này của cô đều có nghĩa là mùi cả. Nhưng mà cô sẽ có ý ở à cô với từ flavor là mùi hương vị của đồ ăn thức uống. Nhớ yeah. tiếp này, ý B cô có từ flavor là mùi vị của cái gì đó, thường cái mùi rất là dễ chịu hấp dẫn. Nhớ. Yeah. Thế còn ý C cô có từ odor nghĩa là gì? trở về từ order là mùi vị đặc biệt thường là cái mùi khói chịu nhỉ. Thế còn ý đê của chúng ta thì sao? Chợ ý đê có có từ scent là cái mùi hương tự nhiên. Vậy thì với cái câu này chúng ta sẽ có như sau. Chợ cô ấy gì cả chúng tôi bán 32 cái mùi. Chợ gì ạ? Chúng tôi bán 32 cái loại hương vị kem khác nhau. Vậy căn cứ cho cô bằng ice cream. Giờ vậy cô sẽ có là cái hương vị của đồ ăn thức uống thì cô sẽ chọn được. Câu số 2 của chúng ta là ý A, nhớ không ạ? Rồi xong câu số 3, hai chuyển cho cô sang câu số 3. Chợ với câu số 3 chúng ta sẽ có từ smile, mùi. Chợ mùi của, mùi của cái gì? Cô sẽ có từ stomach. Meat là thịt, đúng không ạ? Mùi của thịt ươn, mùi của thịt thối. Này. Đúng không? Dịch là mùi của thịt, mùi thịt hôi thối này. Luôn khiến cho tôi cảm thấy làm sao. Chợ vậy với câu số 3 em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, nào câu số 3. Câu số 3 chúng ta sẽ có như sau Cô có ya với từ với từ đó là từ là, nghĩa là ốm ốm yếu nhá. Anh này của cô nghĩa là ốm yếu cảm thấy không khỏe nhá. Thế ý B cô sẽ có từ sick. Dạ, cô sẽ có từ sick. Từ này của cô nghĩa là mệt mỏi về mặt thể chất. Ngoài nghĩa là mệt mỏi về mặt thể chất dày có nghĩa là say xe hoặc là Lôn mửa đúng không ạ? Thế này cô sẽ có ý xe với từ unwell nghĩa là không khỏe nhá. Thế cô sẽ có ý đề của chúng ta hay sao? Chợ ý đề cô sẽ có từ đó là từ nghĩa là nhợt nhạt. Chợ này cô có nghĩa là nhợt nhạt. Chợ hoặc là tím tái. Chợ nhợt nhạt hoặc là tím tái với màu da. Thì với cô thì cô sẽ có như sau, mùi của thịt thịt ươn khiến cho tôi cảm thấy đúng không ạ? Cảm thấy làm sao đấy ạ? Mùi của thịt thịt ươn khiến cho tôi cảm thấy cảm thấy buồn nôn đúng không ạ? Vậy cô sẽ có như sau, cô có cái cụm từ đó là cụm từ được, ghép với từ sick cảm thấy buồn hôn Nhờ về dịch em sao lại cái mùi thịt ơn Cái mùi thịt ưa này không thể khiến cho tôi cảm thấy ốm yếu được Đúng không ạ? Chợ không thể cảm thấy ăn well, không khỏe được Nhờ không thể cảm thấy là nhợt nhạt tím tái về màu da được Vì với câu 3, cô chọn đưa án là ý C thôi Chợ sau câu 3 chuyển cô sang câu số 4 Bạn thấy như vậy có nhanh quá không ạ? Có cần học nhanh hơn không ạ? Chợ bạn thấy sau này bạn có thấy nhanh quá không? Có cần học chậm lại hơn không ạ? Với câu số 5 chúng ta sẽ với câu 4 chúng ta sẽ có như sau Trợ với cái câu số 4 có cần giảm chậm lại một xíu không ạ? Vì bài hôm nay của chúng ta khó đúng không ạ? Với câu số 4 chúng ta sẽ có là sau is very relevant. A book is so good. you actually out loud. Thì cô sẽ có như sau it is very relevant. A book is so good. you actually out now. Thì cô sẽ có như sau này. nó rất là hiếm đúng không ạ? Có cái cuốn sách nào mà hay đến mức mà bạn làm sao đấy? Vậy cô sẽ có như sau cơ bốn dịch à? Nó rất là hiếm khi có một cuốn sách nào hay đến nỗi mà bạn thực sự phải Nhờ phải làm sao? Nhờ là cô sẽ có này ý à với từ đó là từ smile Chợ smile là mỉm cười nhá Thế vậy ý à ở cô từ này có nghĩa là mỉm cười Ok không ạ? Ý à là mỉm cười này Tiếp này ý b sao? Ý b cô sẽ có từ chuckle Chợ anh này cô nghĩa là cười thầm Chợ một cái là mỉm cười và một cái là cười thầm Thế mẹ hơi nhanh à Bạn Diana Prince là bạn học sinh nhóm 9 cộng Mà cũng thấy hơi nhanh Vậy cô giảng chậm hơn nhé Chị cô nói lại đấy Cô có từ smile là mỉm cười Ok Thế cô sẽ có từ ra từ chuckle Nghĩa là cười thầm, cười lặng lẽ Ý c cô có từ giggle Nghĩa là cười khúc khích Vậy thì cây câu số 4 của chúng ta bốn đáp án đều là Đều là cười đúng không ạ Cười khúc khích Nhá Thế còn ý đê cô sẽ có từ laugh Là cười to được không ạ? Vì với cái câu này của cô bốn đáp án đều mang nghĩa là cười. Ý với cô sẽ cô nói lại như sau này ý à, cô là mỉm cười, ý b là cười thầm, ý c là cười khúc khích. Vậy d của chúng ta người nghĩa là cười to, cười phá lên. Thì cô sẽ có như sau, cô có cụm từ là cụm từ laugh. Chợ, out loud. Chợ nghĩa là cười phá lên, đúng không ạ? Cười to, bật cười, cười thành tiếng. Vậy thì với cái câu số 4 chúng ta sẽ có như sau này. Hiếm có cái cuốn sách nào mà hay mà khiến cho bạn thực sự cười phá lên, đúng không ạ? Vậy thì với câu số 4, cô chọn được câu này là ý D. Chợ bạn nhớ cho cô như sau là cái phần về cái phần về về phần từ cùng chứng nghĩa trong chương trình tủ sâu của cô cho anh nhá. Thì cô sẽ không cho các bạn những cái từ nó quá khó, Đấy Bởi vì sao? Bởi vì theo như cái đề minh họa và theo như các đề thi năm trước ấy, thì cái phần từ cùng chứng nghĩa họ không cho em những từ quá là từ đánh đố đâu em, đúng không ạ? nếu như cái câu hỏi về nghĩa của từ có thể sẽ là những cái từ mà nó rất là rất là gọi là rất là sâu không? như cái phần từ cùng trường nghĩa này thì thì các bộ không cho vào những cái từ gọi là quá là lạ ở chợ mà chỉ cho những cái dạng từ rất là cơ bản như này thôi nhưng mà đúng không ạ nhưng mà chúng ta sẽ phải phải hiểu được bản chất về sự khác nhau giữa các cụm từ này đó rồi xong câu số 4 chuyển cô sang câu số 5 đi ạ với câu số 5 em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, xong câu số 4 chuyển cho cô sang câu số 5 của chúng ta. Dạ, với câu số 5 em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì à? ạ? Dạ, Chờ các bạn muốn cô chữa chậm lại, cô sẽ điều chỉnh chậm lại nhé. Yeah. Chờ dạ, với câu số 5 chúng ta sẽ có như sau này. Chờ dạ, if any of these system. Nhờ, dạ, cô sẽ có từ sau này. Cô sẽ có từ sim nghĩa là triệu chứng, đúng không ạ? Sim triệu chứng. Nếu như có bất cứ cái gì trong những triệu chứng này xuất hiện. Chờ dạ, trong khi bạn đang dùng Cô sẽ có cụm từ này cô sẽ có từ take Ghép về từ medication đang dùng cái hiệu trình thuốc này đúng không thì hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ cô có từ immediately yeah, bằng với at once cái anh này cô sẽ bằng với từ at once bằng với cụm từ on the spot ngay lập tức nhớ thì với dịch là nếu như có bất cứ đúng không cái gì trong những triệu chứng này xuất hiện đúng không trong lúc mà bạn đang sử dụng cái cái thuốc này đúng không bạn đang dùng thuốc thì hãy tham khảo ý kiến ý kiến của bác sĩ ngay lập tức thì cô sẽ có như sau này. cô có ý c của chúng ta với từ sau đỡ chậm nhớ với cô sẽ có ý c như sau ấy. ý c cô với từ đó là từ insure chợ với từ insure nghĩa là gì giờ cô sẽ có từ sau của chúng ta nhớ cô sẽ có ý c của chúng ta với từ nhớ đó là từ insure nhớ từ happen to take place và từ occur thì với câu này em sẽ chọn được đáp án của chúng ta là ý gì ạ À, cô đang xem ở trên một cái thiết bị khác thì cô thấy là mạng nó thi thoảng bị 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 gọi là bị lát một xíu ạ các bạn khác có xem được không ạ Nhớ em thân mến bài hôm nay của chúng ta rất là khó vì vậy mà cô sẽ không đặt mục tiêu là mình sẽ phải chữa được bao nhiêu câu nữa được không ạ rồi à, tiếp này cô sẽ có như sau ấy cô có sorry ic của chúng ta nhờ từ này của cô đọc là in Nhớ đọc là in -seal. thì cô sẽ có động từ này cái nghề lạ này cô phân tích trước cô sẽ có từ in nghĩa là gì nghĩa là xảy ra nhưng nó là xảy ra sau hoặc là như là kết quả của một cái sự kiện khác về cô sẽ có như sau em tóm lại cho cô cái từ này nhạc, cô sẽ có từ in siêu nghĩa là gì nghĩa là xảy ra sau theo sau nhựa xảy ra sau hoặc là theo sau nó sẽ đồng nghĩa với từ đó là từ follow theo sau nhá chưa xảy ra sau đó như cô sẽ có động từ happen chợ happen bằng với occur nhạc, cô sẽ có happen bằng với occur nghĩa là gì Nhờ, yeah, vậy nó khác gì so với từ take place? Nhờ, yeah, cô sẽ có như sau, cô có từ happen bằng với occur nghĩa là xảy ra một cách bất ngờ và không có dự, dự định từ trước. Nhờ, yeah. thế là cô sẽ có từ take place là dễ, xảy ra khi mà mình có lên kế hoạch cho cái việc xảy ra đấy. Được không ạ? Nó sự khác nhau giữa hai đấy như vậy. Thì cô sẽ có như sau, cô có từ happen bằng với occur nghĩa là xảy ra một cách bất ngờ. còn cô sẽ có từ take place nghĩa là xảy ra theo cái là có dự, dự trù lên kế hoạch từ trước. Thế còn ý, xe chúng ta nghĩ là xảy ra Đúng không? Ừ. Xảy ra sau theo sau Vậy thì với cái câu này cô sẽ có là Nếu như có bất cứ cái triệu chứng nào xuất hiện Đúng không? ạ? Vậy thì với câu này cô sẽ có là Cái triệu chứng xuất hiện này nó không hề có dự kiến từ trước Đúng không? ạ? Không hề có lên kế hoạch cho nó xuất hiện Nên cô sẽ bỏ ý D Bây giờ cô sẽ chỉ còn A và A và D Thì với cái câu này em sẽ chọn được đáp án là ý A hay là ý D ạ? Ok nào, ấy, với câu này bạn sẽ chọn được đáp án là ý e A hay là ý e D ạ? Ok, nếu như mà bạn 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 thử thoát ra xong bạn vào lại xem thì cô cũng mỗi một lần chợ mỗi một lần cô thoát ra xong cô lại vào lại thì cô thấy nó ổn hơn. Được chưa? Nào, với câu này cô sẽ có như sau ấy cô có cả chợ cô có cả happen và cả occur đều có nghĩa là xảy ra một cách bất ngờ không có kế hoạch trước. Vậy thì với câu này em sẽ chọn được đáp án là ý e A hay là ý e D ạ? với câu này em sẽ chọn đáp án là ý e A hay ý e D. -A? bạn nhớ cô như sau là khi mà nó có cả a và D bằng nghĩa nhau như này thì em sẽ phải xét cho cô thêm cái trường hợp đó là kết hợp từ nữa. trợ với kết hợp từ thì cô sẽ có như sau em đặc biệt chú ý cho cô bằng cái từ đó là cái từ sim là triệu chứng này. trợ bạn nhớ cô là triệu chứng xuất hiện thì theo kết hợp từ nhưng tại sao cô lại dùng kết hợp từ tức là cái từ đó chỉ đi với động từ đó không được đi với một từ, từ khác mặc dù nghĩa nó bằng nhau đúng không? ạ? thì bạn nhớ cô như sau là theo kết hợp từ thì cô sẽ có từ sim đi với động từ là occur chọn đi với occur chứ không đi với happen Vậy thì với câu này chúng ta sẽ chọn được Đáp án của câu đấy của chúng ta sẽ phải là ý D Đó ạ rồi chưa xong chưa? rồi cho xong chưa? Xong chưa xong chưa? Câu này của chúng ta là ý D nhá đúng ạ, em hiểu vấn đề của câu đấy chưa? Rồi, thế mẹ xong câu số 5 chuyện cô sang câu số 6 của chúng ta Chợ hôm nay mạng không được ổn lắm đúng không ạ? Rồi, với câu số 6 chúng ta sẽ có như sau này? Cô có từ therefore bằng với thus Bằng với has Ba từ này của cô bằng nhau Chợ Và ba từ này của cô bằng nhau nó sẽ đóng vai trò là trạng từ ở chợ Hoặc nó đóng vai trò là liên từ chợ Nhớ lại ba từ này bằng nhau ở trạng từ liên từ Nó sẽ đứng dùng để liên kết đúng không? Dùng để liên kết các mệnh đề phụ thuộc lại với nhau Nó sẽ thường đứng sau dấu chấm Đúng không? Dấu chấm phẩy Giữa hai dấu phẩy Thì cô sẽ có như sau này Cô có từ sau Bốn từ này của cô đều có nghĩa là do đó, do vậy Đúng không? Bốn từ này đều có nghĩa là do đó do vậy Nhưng nó khác nhau rồi Cô có từ therefore bằng với thus bằng với hence Chợ nghĩa là do đó do vậy Nó sẽ là trạng từ liên từ Chợ nó dùng để kết hợp Đúng, Dùng nó liên kết các các câu lại với nhau Đúng không Vậy thì cô sẽ có như sau Nó sẽ thường đứng sau dấu chấm Dấu chấm phẩy hoặc giữa hai dấu phẩy Vậy thì với câu sáu em căn cứ cho cô bằng dấu phẩy Nhớ Vì bạn nhớ cô như sau hỏi cô có mệnh đề nhất à It was a long journey Nhớ là mệnh đề nhất nhá Nhớ đó là một chuyến đi dài được rồi, I'm really tired now. Tôi thực sự rất là mệt bây giờ. Vậy đây nó sẽ là hai mệnh đề độc lập. Em nhớ cô như sau này, hai mệnh đề độc lập thì nó sẽ phải dùng đó là dùng từ nối. Nhớ dùng từ nối nhé. Vậy mà nhớ như cô như sau này, đó là cái chức năng của cái anh therefore, thus và hence. Không để dùng để nối các mệnh đề độc lập lại với nhau mà chúng ta sẽ chọn được câu số 6 của chúng ta là ý A, câu liên quan đến ngữ pháp một xíu, đúng không ạ? Xong chưa xong chưa? Câu số 6 ý A. Xong chưa xong chưa? Ok, hôm nay không hiểu sao nhưng mà mạng nhà cô cũng rất là tệ Các bạn khắc phục giúp cô được không ạ? Nhớ hôm nay mạng nhà cô rất là tệ Bạn thử thoát ra bạn vào lại xem có ổn hơn không Nhớ Rồi, xong câu số 6 chuyện cô sang câu số 7 của chúng ta đi ạ Với câu số 7 em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok Nào sau câu 6 chuyện cô sang câu số 7 Chợ, Với câu số 7 em sẽ chọn đáp án của ấy gì ạ? Bạn, bạn thử thoát ra vào lại xem nhé ở chợ cô cô thoát ra vào loại thì nó sẽ ổn hơn một xíu chợ với câu số 7 cô có như sau này chợ dạ, cô có ý a với từ hinder nghĩa là cản trở ý b với từ prevent cũng là cản trở ý c với từ avoid là tránh với đề cô với từ deter cũng nghĩa là cản trở vậy thì bốn đáp án này của chúng ta đúng không? cô sẽ có là ý c của cô không cùng loại thôi chợ dạ, còn a b và d đều có nghĩa là cản trở ngăn cản thì cô sẽ có như sau này cô biết xuống dưới này nhé dạ. Cô sẽ có cái cấu trúc đó là cấu trúc hinder Rồi cô sẽ cấu trúc là hinder somebody, something Đi với giới từ from Chợ from something hoặc doing something Chợ, cụm từ này của chúng ta nghĩa là gì? Nghĩa là gây cản trở cho ai Hoặc là cái gì khỏi việc làm gì yeah, Nhớ, nhớ cô như sau này Thực ra thì cả A, cả B, cả D đều có nghĩa là cản trở cả nhưng mà khi người ta dùng cái hinder này nhớ yeah, Khi bạn dùng hinder này Cô muốn nói là xét về mặt cấu trúc Hinder somebody something from something Hoặc doing something Thì qua căn cứ bằng from coming Thì cô sẽ thấy là ý A của cô ok mặt ngữ pháp Đúng chưa? Rồi chúng ta sẽ có như sau Bạn nhớ cô là cái từ hinder là thường là Gây khó khăn thách thức thêm cho ai Trong việc thực hiện cái gì thôi Chứ còn thực tế thì vẫn làm được Đúng không ạ? Thực tế vẫn làm được nhưng mà chỉ gây khó khăn thôi Nhớ yeah. Thế cô sẽ có ý B của cô là sao? Ý B thì cô sẽ có cấu trúc như sau Cái cấu trúc là chúng ta học mãi rồi Đúng không ạ? Cô sẽ có anh, đó là anh prevent Somebody From doing something Ngăn cản ai đó nhờ? Ngăn cản cái gì đó từ việc làm gì Vậy sự khác nhau giữa từ hinder và từ Và từ prevent thì Từ prevent của chúng ta là Ngăn cản cho cái gì đó đúng không? Ngăn chặn hẳn cái gì đó đúng không? Khiến cho nó không thể diễn ra được nữa nhờ? Thế vậy cô sẽ có ý đề của cô hay sao Ý đề cô sẽ có cái cấu trúc đó là cấu trúc deter. Được sẽ cấu trúc là deter somebody do from something hoặc doing something. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa của anh này có nghĩa là khiến cho ai đó không làm điều gì hoặc không không tiếp tục làm điều gì. Đặc biệt là những cái điều đó khiến cho đặc biệt là đặc biệt, là, đặc biệt bằng cái cách khiến cho đúng không? Khiến cho họ hiểu rằng là những cái khó khăn và cái kết quả không mong muốn của hành động vì cô sẽ phân biệt lại cho em như sau này Nghe nó dễ vẻ rất là khó đúng không em nhớ cô như sau này Chốt lại vấn đề của cô ấy như sau Đó là cái từ hinder, từ prevent và từ deter Đều có nghĩa là ngăn cản cả Ý là cô đó là ngăn cản chỉ là gây cản trở khó khăn thôi Chứ còn thực tế nó vẫn có thể diễn ra được Chỉ là gây khó khăn cho họ đó thôi Thế còn ý về cô đó là prevent là ngăn chặn, ngừng hẳn Khiến cho nó không diễn ra nữa Được chưa? Thế còn ý đề của chúng ta là sao? Ý đề của chúng ta nghĩa là khiến cho ai đó quyết định không làm gì đó không làm gì nữa bởi vì làm sao bởi vì, là khiến cho người ta hiểu được rằng là là làm sao để hiểu được rằng những khó khăn vất vả của cái việc mà cái của cái việc làm nó đúng không ạ hoặc là khiến cho hiểu hiểu ra rằng là nó sẽ có thể ra những cái kết quả không được mấy tốt đẹp không được mong muốn và khi họ hiểu ra như vậy họ không làm nữa nhé vậy thì với cái câu số 7 chúng ta sẽ có như sau này nhờ cô sẽ có từ a uh, block dạ, dịch là có một cái gì một cái sự tắc nghẽn ở trong cái pipe đường ống này đang làm sao đang ngăn chặn nước cho cái việc chạy qua chảy qua vậy cô sẽ có nhà có cái việc làm sao ở block chặn đứng cái đường ống này thì nước không thể qua được vậy thì với câu số 7 theo sắc thái như vậy cô chọn được câu số 7 là ib nhớ chưa ok câu số 7 là ib cứ tân mến hôm nay mạng nhà cô trai rất là tệ các bạn có khắc phục được không ạ Trợ nếu mà không khắc phục thì chúng ta sẽ nghỉ live stream ở đây Nhờ buổi tối thứ tư nhỉ lịch của chúng ta là tối thứ tư tối, tối thứ năm tối thứ năm hay tối tư thì đấy cô trai sẽ chữa các bạn phần này ở chợ <laughs> các bạn thân mến các bạn có xem được không ạ nếu mà các bạn không xem được thì chúng ta sẽ dừng cái buổi học livestream này lại và chúng ta sẽ học 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 bù ra buổi khác rồi chợ khó học lắm cô ạ mạng chập chờn quá đúng không ạ như hôm nay cô tại sao cô lại phải hỏi cái điều đó bởi vì là gần như là số lượng các bạn nhận được sách rất là ít còn rất là nhiều bạn chưa nhận được sách và các bạn vì vậy mà các bạn phải nhìn vào cái phần màn hình của cô trang anh thì mới hiểu được mà nếu mà mạng tệ quá không xem được đúng không thì thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến chất lượng của bài học nhá xong chưa xong chưa rồi cô sẽ có như sau này với câu số 8 cố gắng nhé nhớ với câu số 8 tệ lắm luôn à ok à, chợ có khắc phục được không ạ à? cận có khắc phục được không ạ à? rồi à, chợ nhớ phải tăng tốc đấy ok mờ lắm à Bạn nhớ cho cô như sau này Cái phần từ cùng trường nghĩa mà cô anh đang đưa vào cho các bạn đấy Là từ cùng trường nghĩa thông dụng theo đúng như cái hướng ra đề của bộ được chưa? Theo đúng như cái hướng ra đề của bộ Được không ạ? Nhớ nhá, nó theo đúng cái hướng ra đề của bộ Đấy chưa? Nên là chứ, chú ta chịu khó học Thực ra chúng ta sẽ có là gọi là học cái này theo kiểu không bổ cái này thì bổ cái kia đúng không ạ? Không bổ ích theo hướng này thì bổ ích theo hướng kia Vì sao? Bởi vì cái này nó sẽ bổ trợ thêm, nó sẽ làm giàu thêm cái vốn ngôn ngữ của các bạn Được chưa? Xong chưa xong chưa? Rồi nhá Cô sẽ có với câu số 8 Cô có a à với từ rent là thuê Cô sẽ có B với từ hire cũng là thuê Ý sẽ cô với từ lease cũng là thuê Với đề với từ employ cũng là thuê Thứ nhất cô sẽ có như sau nhớ bốn đáp án này của cô đều có nghĩa là thuê mướn cả Chưa? Dạ, với bốn đáp án này có nghĩa là thuê mướn Thì cô sẽ có như sau Chưa? Chúng ta sẽ xét và nghĩa cụ thể Nó khác nhau như nào Chưa? Thì cô sẽ có như sau Cô có ý à với từ rent Trợ với từ rent từ đây của cô có nghĩa là thuê mướn cái gì thuê Thuê cái gì Đúng không ạ? Thuê cái gì để sử dụng Và trả phí theo định kỳ nhớ. Em nhớ cô như vậy cô có ý với từ rent Là thuê cái gì để sử dụng Và thuê trong một thời gian lâu dài Có hợp đồng nhá Nghe này Cô có từ rent là thuê cái gì đó để sử dụng Ví dụ như thuê nhà chẳng hạn Chợ và thuê thuê trong một thời gian dài Chợ và có trả phí Có hợp đồng Trở tiếp này cô sẽ có nhờ cô sẽ có như sau Chờ, cô sẽ có ý b của cô với từ đó là từ hire nghĩa là thuê ai đó làm gì trả lương cho họ ngoài nghĩa là thuê ai đó làm gì trả lương cho họ ra thì nó sẽ khác với từ rent nếu như từ rent là thuê dài hạn thuê có hợp đồng thì từ hire là thuê cái gì đó ngắn hạn giống như kiểu cô hay lấy ví dụ như này đó là khi mà em đi biển đúng không em thuê xe đạp đúng không thì nó sẽ là người ta dùng từ hire thuê ngắn hạn thuê theo giờ thôi nên cô sẽ có ý c cô với từ lease à? nghĩa là cho ai đó sử dụng cái gì và trả phí thường duyên theo định kỳ thì thường là thuê trang thiết bị thuê tài sản thuê đất chợ thế còn ý đề của cô với từ employ là thuê mướn chợ này cô sẽ bằng với anh take on nhờ thuê thêm nhân công và làm đó ạ vậy. vậy thì cô sẽ có có như sau vậy cô có ý b và ý d đều là thuê người nhờ đều là thuê nhân công thì với câu như sau cô cấu trúc đó là cấu trúc plan to do something, lên kế hoạch làm gì. Ngôi trường đó lên kế hoạch thuê thêm giáo viên. Vậy thì cô sẽ có là thuê người thì cô sẽ bỏ A, bỏ C, cô còn B và D. Nhưng mà bởi vì cô có cấu trúc như sau này, cấu trúc đó là sau plan cộng với tu vấp, lên kế hoạch làm gì. Ý đề của cô có ED lên D sai. Từ đó bằng phương pháp loại trừ cô chọn được câu số 8 là ý B. Được không ạ? xong như sao chưa? Câu số 8 của chúng ta là ý B. Nói chung là nó rất là dễ, đúng không? Những cái từ nó rất là thông dụng thôi nhưng mà nếu như chúng ta mà không 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 hiểu được của nó đúng không không nắm được cái sự khác nhau giữa chúng thì nó vẫn khó bình thường nhá yeah. xong chưa xong chưa xong chưa xong chưa thực ra thì bạn xem cho cô như sau này ở giờ, cô sẽ có là cái từ đấy. Ở trong này nó sẽ có hai nhóm từ để em phân biệt này. Rồi cô sẽ có như zời. Cô có từ rent và từ lease đều có nghĩa là thuê có hợp đồng cả. Đúng Đều có là thuê hợp đồng cả và đều là cho ai đó sử dụng cái gì và trả phí thường xuyên theo định kỳ, đúng ạ? Thì cô sẽ có như sau ấy. cô sẽ có nếu mà sắc thái, nếu mà mức độ của từ rent và từ lease thì cái từ lease của chúng ta là thuê dài hạn hơn so với rent. Ok. Là quy củ hơn và hợp đồng hơn kiểu như vậy. Chợ và cô sẽ có là cái từ rent và từ lease phần gần như xem xem nhau. Chợ và từ high với từ employ là tương đương nhau, Đó, gần gần xem xem nhau. Đó nhá. Nhưng mà ở trong cái vị trí cô này sau cái từ plan cậu với tu vấp vấp nguyên dạng thì cô bỏ đây nên cô sẽ chọn được đáp án cô này là ý Được không ạ? Rồi tiếp này chúng ta sẽ có như sau. Xong câu số 8 chuyện cô sang câu số 9. Đỡ chợ. Với câu số 9 cô sẽ có câu này như sau. Chợ câu số 9 cô sẽ có như sau. Bạn ok hay câu đấy chợ? Với câu chỉ nhu sẽ có là however cộng với tính từ cộng với chủ ngữ cộng vấp. Giờ dạ, trong cái cấu trúc như sau. ở dạ, trong cái cấu trúc thì cô sẽ có dạng đó là however cộng với tính từ hoặc trạng từ cộng với chủ ngữ vấp, nhợ dạ, phải chủ ngữ vấp, nghĩa là mặc dù nhưng. Vì vậy giờ là mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để bắt chiếc cái gì đấy Cô có một từ này của em có thể là từ vựng của em, có thể là từ mới của em này. Giờ dạ, cô sẽ có từ đấy của chúng ta đọc là accent. Chợ action nghĩa là gì? Âm nhấn đúng không ạ? Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để bắt chước cái âm nhấn của giáo viên Nhưng mà tôi không bao giờ có thể nói chuyện Không bao giờ có thể nói giống như là Nhờ từ like ở đây mang chất so sánh này Chợ như là một này thì là một người bản địa được Nhờ vậy với cái câu số 9 Chúng ta sẽ có như sau Chợ với câu số 9 Cô có như sao này Cô có ý A với từ à, ý B trước đi ạ à? Ý B cô có từ copy Nhờ cô sẽ có từ copy nghĩa là gì Chợ copy nghĩa là sao chép Chợ sao chép về tài liệu sao chép giống y như bản gốc Đó ạ rồi. rồi tiếp này cô sẽ có ý đề của chúng ta là sao Ý đề cô sẽ có từ forge Chợ với từ forge nghĩa là gì Nghĩa là giả mạo Chợ sao chép bất hợp pháp chữ ký hoặc tài liệu gì đó Vậy thì cô sẽ có là B và D của cô Mang nghĩa xem xem nhau Đều là sao chép Đều là copy cả Đó ạ Cô sẽ có lại ý về cô đó là sao chép Sao chép cái gì đó giống y như bản gốc thế còn ý d của chúng ta nó sẽ mang nghĩa tiêu cực nhiều hơn với từ forge Chợ với từ forge nghĩa là sao chép bất hợp pháp chữ ký hoặc là tài liệu gì đấy nhớ vậy thì b và d của cô tương đương nhau xem xem nhau này Được không thế này cô có ý a của cô với từ emulate Chợ với từ đó là từ emulate nghĩa là bắt trước Chợ bắt trước nghĩa là cố gắng đúng không ạ làm giống như ai bởi vì mình rất là hâm mộ người ta à bắt chở bắt trước nghĩa là là cố gắng làm theo những gì mà ai đó cũng làm nhỉ yeah. nó sẽ có nghĩa là bắt chước đúng không? bằng cách là làm theo những gì mà ai đó làm nhỉ yeah. vì mình ngưỡng mộ người ta mình hâm mộ người ta thế cô có ý c của chúng ta với từ imitate chợ với từ imitate nghĩa là bắt chước bắt chước là sao đây bắt chước về giọng nói nhỉ làm theo những gì ai đó cư xử đúng không? hoặc nói vậy thì với câu này cô sẽ có như sau theo ngữ cảnh câu này thì cô sẽ chọn được đáp của câu số 9 là ý c nhá yeah. bắt chiếc cái âm của giáo viên thì cô sẽ chọn được câu này là ý c đúng không ạ rồi xong câu số 9 chuyện cô sang câu số 10 của chúng ta chợ với câu số 10 em sẽ chọn được đàn của câu này là ý gì ạ Ok nào sau câu 9 chuyện cô sang câu số 10 của chúng ta ạ với câu số 10 em sẽ chọn được đàn của câu này là ý gì ạ chợ câu số 10 là cái câu mà mình rất là hay gặp đúng không? rất là hay gặp nhưng mà cũng rất là rất là gọi là rất là dối cô sẽ có như sau ấy, nghe cô giảng câu 10 này. Câu 10 cô có, có từ contain nhá. Yeah. cô số 10 cô sẽ có từ đó từ contain nghĩa là gì? Có nghĩa là có cái gì đó chứa ở trong nhá. Yeah. cô sẽ có bốn từ này cô nghĩa là bao gồm cả đúng không ạ? Cô sẽ có từ contain nghĩa là có cái gì đó chứa ở trong. Chờ cô sẽ có IP với từ include nhá. Yeah, với từ include là bao gồm gồm có cái gì. Chụm gồm có cái gì tức là sao đây? Ạ? Tức là có cái gì đó như là một phần Đúng không? Như là một phần, là một bộ phận của cái kia Nhớ Thế cô sẽ có như sau Cái anh concit Trở với từ concit đi với giới từ là of Nghĩa là bao gồm Nó sẽ bằng với từ comprise Thế cô sẽ có từ consist bằng với từ comprise Trở với từ comprise là bao gồm Nhớ này Comprise nếu ở dạng chủ động Nó sẽ không có giới từ là of Chợ, Nếu nó muốn có of thì nó phải bằng như sau Nó sẽ phải là bằng be comprised Chờ nó sẽ bằng với từ be comprised Đi với giới từ là ở, nghe nhá Comprised không có ở Nhưng mà be comprised thì phải có ở Được không ạ? À? Chờ xong chưa? Rồi, ờ, cô sẽ có như sau này giờ Cô sẽ có là consist Vậy thì cô sẽ có là ý C của cô chắc là không chọn rồi Vì nó thiếu ở, đúng không ạ? À? Thì cô sẽ có như sau, consist bằng với từ comprise, nghĩa là bao gồm. Bao gồm, vậy thì với cái câu số 10 chúng ta sẽ có như sau. Nhờ, chúng ta sẽ có như sau, đấy. Cô có bạn có thể nhớ cho cô như sau cô có từ consist bằng với từ comprise bằng với từ include bao gồm nhớ. Yếu gì như sau ấy? ở cái lá thư đấy có chứa rất là nhiều lỗi đánh máy vậy thì trong cái lá thư đó có chứa rất là trong cái lá thư đó có rất nhiều lỗi đánh máy vậy thì có cân cô chúng ta sẽ dùng ý à với từ contain là có chứa cái gì đó ở trong nhớ. Vậy thì với câu số 10 này cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý A à, nhớ không ạ. Câu số 10 cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý A à, được không ạ? Chờ, tại sao cô lại chọn ý A? Bởi vì là trong cái lá thư đó có rất nhiều lỗi đánh máy Nhờ Cô sẽ chọn được câu 10 là A yeah. Xong câu số 10 Chờ, Cô sang câu số 11 chợ Với câu số 11 Em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Câu số 11 cô có ý B, ý C Với từ đó là từ change Cô sẽ có từ change Nghĩa là gì? Nghĩa là thay đổi Đó ạ Nhờ, Cô sẽ có từ change Nghĩa là thay đổi, thay thế Nhờ Cô sẽ có cấu trúc như sau Cấu trúc là change something Nhờ yeah, trend something to hoặc là for something Chợ thay thế cái gì, thay đổi cái gì với một cái Chợ cô sẽ có là truyền something, nghĩa là thay đổi Nhờ yeah, thay thế theo ý D của chúng ta với từ exchange, nghĩa là trao đổi Chợ trao đổi tức là đổi cái này lấy cái khác Nhờ yeah, tiếp này cô sẽ có ý B với từ replace Chợ với từ replace của chúng ta sẽ có chút như sau Replace something with something, nghĩa là gì? Nghĩa là thay thế cái này với cái khác Nhớ yeah. Thì cô sẽ có ia của chúng ta với từ sắp thì chứ Cũng nghĩa là thay thế Chờ và nó cũng có cái cấu trúc là something with something Vậy thì với câu này cô sẽ có là CD nó khác nhau rồi, đúng không ạ? Cô sẽ có là truyền là thay đổi yeah, Nhớ, action là trao đổi, hai cái này nó khác nhau rồi nhá Vậy bây giờ cô sẽ phân biệt A với B này Nhớ, yeah. cả A và B đều có nghĩa là thay thế Thì cô sẽ có ý B của cô với từ replace something with something Nghĩa là thay thế cái gì bằng một cái khác Tức là sao bỏ cái kia và thay bằng cái này chỉ dùng chỉ dùng được cái một cái chứ không phải giờ. Dạo dịch là cô sẽ có được là cô sẽ có là replace something with something là thay thế cái này bằng một cái khác. Tức là bỏ cái gì đi và thay cái khác vào chỗ đó. Chỉ dùng được cái kia thay vì cái đang có sẵn nhận yeah. Thế còn cô sẽ có ý của chúng ta là gì? Ý của cô là thay thế cái gì tức là dùng cái này thay cho cái kia nhưng dùng một trong hai cái đều được. Nhé, yeah, nó khác nhau này. Chứ ý bê cô là thay cái này bằng cái kia Tức là dùng cái này thay hẳn cho cái kia Chứ không không dùng được một trong hai Thế còn ý A của chúng ta là hai cái này có thể hoán đổi Có thể thay thế được cho nhau Dùng một trong hai cái đều được Thì với câu này cô sẽ có như sau này Chợ đó không phải là một ý kiến hay để bỏ bữa Và thay cái bữa đó bằng cái bằng cái đồ ăn làm dạng đồ ăn nhẹ Vậy là cô sẽ có là thay hẳn cái này bằng cái kia Đúng không ạ? Dùng cái này thay cho cái kia Chứ phải dùng một trong hai Vậy thì với câu số 11 cô chọn được Câu này của chúng ta là ý B Được không ạ? Xong chưa? Xong chưa? 11 của chúng ta là ý Nhớ Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Thuốc sẽ có như sau này Cô sẽ có từ substitute của chúng ta có thể đi với giới từ là with Chợ đi với giới từ là for Đi với giới từ là by Em nhé, đó không ạ? Rồi cô sẽ có cái anh substitute của chúng ta có thể đi với giới từ là with Đi với giới từ là for, đi với giới từ là by Ok chưa? Hôm nay bài rất là khó nhưng mà bạn rất là tệ đúng không ạ? Rồi xong câu số 11 chuyển cô sang câu số 12. Chờ câu mấy ơi, cô có ý à với từ lonely nghĩa là cô đơn. Chờ cô sẽ có anh này cô nghĩa là cô đơn, cô đơn dùng để diễn tả tâm trạng. Giờ cô sẽ có như giờ nó khác gì so với từ alone là một mình. Chờ anh này, cô là trạng thái. Giờ cô sẽ có từ lonely là cô đơn nó là tâm trạng. Rồi cô sẽ có từ alone là một mình nó là trạng thái. Chờ thế này cô sẽ có từ private với từ private của chúng ta nghĩa là riêng tư cá nhân. Chờ ý C của chúng ta với từ nghĩa là nghĩa là nghĩa là chỉ một yeah. Và ý D của chúng ta với từ individual nghĩa là thuộc về từng cá nhân một yeah. từng cá nhân một. Thế với các bạn như sau bạn không thể ca thán bằng việc là bạn đang cô đơn khi mà bạn không cố gắng gặp gỡ mọi người tí nào cả, không muốn gặp gỡ ai cả. Chúng ta có cụm từ đó, cụm từ make f to do something cố gắng làm gì. Thì với câu này cô sẽ có như sao? Đừng có kêu là mình cô đơn khi mà chẳng lại chẳng muốn gặp ai cả Vậy thì với câu này cô sẽ diễn tả tâm trạng Đúng ạ Vậy cô sẽ chọn được câu số 2 12 của chúng ta là ý A. Chợ ý B cô là riêng tư Chợ ý C cô là chỉ một Vậy đề cô đó là từng cá nhân một yeah. Rồi xong câu số 12 Chợ cô sang câu số 13 của chúng ta Chợ với câu số 13 Em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Trợ với câu số 13 cô có ý yeah, A với từ đó là từ deleted. Chợ với từ deleted của chúng ta nghĩa là xóa. Chợ anh là xóa gì ạ? Xóa đi cái gì đã viết ra. Đúng không ạ? Hoặc là xóa đi những cái gì mà mình đã sao lưu in ở Hoặc là để ở trên máy, để trong lưu trữ ở trên máy tính. Nhớ nhá. Cô có từ deleted nghĩa là xóa cái gì đã viết ra. Hoặc là sao đấy? Hoặc là in ra. Hoặc là xóa những cái gì mà mình lưu ở trên máy tính. Chợ tiếp còn ý B cô có sẽ có gì ạ? Ý B cô sẽ có từ erase Nghĩa là tẩy xóa cái gì đi Tẩy xóa hoàn toàn cái gì đi nhớ anh này là tẩy xóa này Chợ, Ngoài ra thì nó có nghĩa là tẩy xóa đi Xóa đi cái ký ức gì đấy nhớ Thế là cô sẽ có ý C của cô thì sao Chợ, Ý C cô sẽ có từ eradicate Chợ, Với từ eradicate của chúng ta nghĩa là gì Nghĩa là xóa bỏ đi những cái Có như rồi Bốn anh này của cô đều nghĩa là xóa bỏ Nhớ, với câu 13 sẽ chọn là gì ạ Yeah, ý là cô là xóa cái gì đã viết ra này Đúng không? Hoặc là xóa cái gì mình lưu trữ ở trên máy tính Chờ thế còn ý C cô là tẩy xóa đi Hoặc là xóa đi cái ký ức Xóa đi trí nhớ gì đấy Ý C cô với từ eradicate Nghĩa là xóa đi cái gì đó tiêu cực Những cái gì không tốt đúng không? Loại bỏ đi những cái gì tiêu cực không tốt trời nó sẽ tương đương như cái từ đó là từ remove Ok hoặc là get rid of Loại bỏ đi cái gì không tốt Nhớ yeah. Get rid of nha yeah. Ở đây cô sẽ có ý đề với từ abolish Nghĩa là xóa bỏ đi những cái luật lệ của cái hệ thống gì đấy Vì với các như sau, cô sẽ có từ DZ là bệnh tật Đúng không ạ? DZ Bệnh tật, bệnh tật mà once, đã từng nhờ, Cái cụm từ này chúng ta đã học trong cái buổi tối thứ năm tuần trước hay sao ấy rồi cô sẽ có cụm từ là cụm từ claim ghép với từ là, là cướp đi mạng sống của hàng triệu người Thì bây giờ Nhưng cô sẽ có như sau dịch là cái bệnh tật mà đã từng đúng không? cướp đi mạng sống của hàng triệu người thì bây giờ đã bị đã được đã bị xóa bỏ Vậy thì với câu này cô sẽ có như sau Cô cần là xóa bỏ đi cái cái tiêu cực Thì cô sẽ chọn được câu số 13 của chúng ta là ý C Đó không ạ? Ok, câu số 13 của chúng ta là ý C Hôm nay mạng rất là tệ, phải không ạ? Rồi, xong câu số 13 chuyển cô sang câu số 14 Ok, nào với câu số 14 Em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, câu số 14 của chúng ta lại gặp lại cái từ đấy này Đó ạ nào với câu số 14 bạn đã chọn được đáp án của câu này là gì ạ? Ok, với câu số 14 nhờ bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là gì ạ? Chờ, với câu số 14 chúng ta sẽ có như sau này. Là cô sẽ có là auto bằng với số lên đúng không ạ? Nên nhá. Thì cô sẽ có như sau ở dịch là chúng ta lên làm sao đây ạ? chúng ta nên thuê một một gì đấy một luật sư đúng không rồi chúng ta nên thuê, thuê một cái nhà tư vấn quan hệ công chúng nhớ có có từ public cái với từ relation nhờ cái với từ consultant dịch là gì đấy dịch là nhà. một luật một, một gì đây? chúng ta lên một nhà tư vấn quan hệ công chúng để mà giúp improve cải thiện cải thiện cái image nhờ giúp để cải thiện cái nhờ cái image cái hình ảnh của chúng ta vậy chúng ta nên thuê một nhà tư vấn quan hệ công chúng giúp để cải thiện hình ảnh của chúng ta Vậy thì với câu này cô sẽ có như sau Cô sẽ cũng chọn a yeah, với từ rent yeah. Nghĩa là thuê trong một thời gian dài yeah. Bạn nhớ cô lại từ rent Là thuê trong một thời gian dài giờ Nó sẽ dài hơn so với hỏi Nhưng mà ngắn hơn so với lease Ok, được không ạ? Rồi tiếp này cô sẽ có ý C của chúng ta Với từ là từ purchase Nghĩa là mua cái gì đó Chứ còn ý D của chúng ta với từ hơn nghĩa là Ngoài là thuê cái gì đó trong một thời gian ngắn ra có nghĩa là thuê ai làm gì đó đúng không ạ vậy thì với câu này chúng ta này cô sẽ có là a b c và d thì chỉ có ID của chúng ta là thuê người thôi thì với câu 14 cô chọn ý d. cái câu này cô giảng qua thôi bởi vì là ở cái bài ở cái, cái câu trước cô đã giảng kỹ câu này rồi nhá ở bạn nhớ cô nghe sau nếu như mà để là thay đồ đúng không thuê đồ thuê cái gì đó đúng không thì nhớ cô như sau này đó là cái từ hơi là nhỏ nhất đúng không là ngắn nhất rồi sau đó đến rent ok rồi đến gì ạ đến lease đấy em hiểu như vậy đó không ạ rồi okay, kia các bạn thân mến vậy là cô trang anh đã hỗ trợ các bạn xong được 14 câu hôm nay các bạn kêu là mạng rất là tệ đúng không ạ nên là thành ra là cô trang anh giảng cũng gọi là rất là bị phân tâm rồi tạm thời chúng ta sẽ dừng ở câu 14 buổi tối thứ năm nếu không gì thay đổi nó sẽ chữa từ câu số 15 trở đi em nhé tạm biệt các bạn